Bạn đã có thể làm cho khuôn mặt của mình trở nên gọn gàng hơn với phát minh về chăm sóc sắc đẹp tuyệt vời nhất của năm. Xin giới thiệu mặt nạ Rejuvenic, phương pháp chăm sóc da mặt tối ưu. Cũng giống như việc tập luyện, phương pháp này làm săn chắc những vùng da bị sệ. Nhưng không giống những phương pháp này, Rejuvenic sẽ thực hiện mọi công việc cho bạn. Phương pháp này dễ sử dụng và tuyệt đối an toàn. Mặt nạ có thể điều chỉnh nên có thể phù hợp với mọi khuôn mặt. Bạn chỉ việc đeo mặt nạ vào và điều chỉnh bộ điều khiển. Sau đó, bạn có thể nghỉ ngơi, xem TV hay thậm chí đọc sách. Mặt nạ Rejuvenic sẽ tự động tác động dưới da mặt để làm săn chắc và gọn khuôn mặt, giúp giảm nếp nhăn và vết rạn, giảm sự sưng phù, cho bạn một làn da mịn màng và tươi tắn hơn, mang lại cho bạn cảm giác và vẻ ngoài trẻ hơn. Tôi thấy khuôn mặt mình trẻ ra tới 5 đến 10 tuổi sau khi tôi sử dụng mặt nạ massage. Nó mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Trước đây tôi đã có rất nhiều nếp nhăn và thiết bị này thực sự đã tạo ra sự khác biệt. Đây đúng là suối nguồn tươi trẻ mà mọi người vẫn tìm kiếm. Họ đã tìm ở các thiết bị khác trong khi câu trả lời chính là chiếc mặt nạ massage này. Phương pháp này bao gồm mặt nạ Rejuvenic, bộ điều khiển theo ý muốn, một tiếp gel bôi trơn bổ trợ có chứa vitamin E và C và băng hướng dẫn sử dụng từng bước. Hướng dẫn các bạn cách sử dụng thiết bị này để đạt được hiệu quả cao nhất. Bạn có thể làm được tất cả với Rejuvenic.